Tôi làm cho khỏe rồi, giờ xin khỏe nữa, rồi biết khỏe thì sao, sao giờ? Vậy giờ ta làm khỏe rồi, giờ xin khỏe nữa, là khỏe thì sao, không biết làm sao cho khỏe luôn. Giờ khỏe chưa? Nhẹ chưa? Bắt mình khỏe rồi. À. Còn gì nữa không? Còn mà. Kiểm tra là hai giờ đi. Còn không? Hai giờ còn hơi lạnh. Phải không? Hai giờ còn hơi lạnh đúng không? Sao nói hết rồi? Rồi nhắm mắt ra đi. Khỏe cự cái có nữa còn gì nữa rồi rồi khỏe giờ nhẹ rồi ha rồi rửa sát cho sạch sẽ ha uống vô rồi sao uống chưa nha.